Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau. Chôn. Chào đón quý vị đến với game 3 của Tôi Yêu Chợ Việt. Game này có tên 1 chọi 1. Chúng ta sẽ bận phao để bó hai cái tay mình lại, đi lên cái cầu và đi qua gián trượt. Nhớ nha, bằng mọi cách nào mình phải hất đối thủ mình ra. Một mình tới gõ cái chuông cái reng là mình thắng. Được chưa? Nếu mình mà không hất bạn mà bạn qua được nửa cái miếng dán này được. Rồi hất màu xanh ra đi. Rồi leo lên. Rồi đi đi. Rồi rung chuông lẹ lên. Cây này màu đỏ thắng nhưng phải hất bạn nha. 1-0 cho đội màu đỏ. Rồi, sao đâu? Kiệt chiến này là hai con dơi đỏ và dơi đen. Súp lơ và su hào quá giỏi. Nhưng màu xanh đã về trước. Màu xanh chiến thắng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.